Chương 671, những gì mất đi hôm nay, ngày sau sẽ bắt các ngươi trả lại gấp trăm lần. Thiên mưu và tiêu chiến liều mạng chiến đấu. Toàn bộ vẫn sinh giới đều bị ảnh hưởng, vô số sinh linh tan thành mây khói, ngay cả dưới mặt đất cũng chẳng còn một ngọn cỏ. Đây chính là chỗ đáng sợ của trận chiến cấp bậc chúa tể. Không có bất cứ vật gì có thể chịu nổi. Chỉ cần dính một chút là trực tiếp hóa thành bột mịn một nửa sinh linh chớp mắt đã bị chôn vùi bây giờ trong lòng thiên mưu vừa giận dữ vừa đau đớn khi đại kiếp đến sinh linh chi lực đã cho thấy rõ tầm quan trọng của nó nhưng nếu trận chiến này cứ tiếp tục thì vẫn sinh giới sẽ thật sự trở thành một nguyên giới chết không thể kéo dài thêm nữa sắc mặt thiên mưu chợt trở nên dữ tận thần nguyên chi lực khổng lồ từ người lão ta phun trào ra ngoài như che kín cả bầu trời đổ ập về phía tiêu chiến Tiêu chiến không hề tỏ ra sợ hãi, lao vào đánh trả. Hai người chiến đấu đã tạo ra thiệt hại vô cùng to lớn, không thể nào đồng đếm được cho vẫn sinh giới, thời khắc này vẫn sinh giới như biến thành luyện ngục nhân gian. Trong cuộc chiến của các chúa tể, tất cả các sinh linh đều chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Muốn chết. Thiên mưu trống to, làm rung chuyển cả trời đất. Ngay sau đó thiên hà hóa thành hào quang lấp lánh, sáng chói cả bầu trời, tụ tập lại thành một cơn lốc xoáy khổng lồ đánh thẳng về phía tiêu chiến, Win. vẫn sinh giới rung lắc dữ dội, một nửa mặt đất bắt đầu sụp lúng, nước toát, ạc à, tiếng kêu thảm thiết của tiêu chiến cũng theo đó vang lên, mặc dù cũng có thực lực của chúa tể, nhưng dù sao thiên mưu cũng mạnh hơn hắn, nếu thật sự đối đầu, thì sớm hay muộn thiên mưu cũng sẽ chiến thắng tiêu chiến, khắp nơi tràn ngập thứ sương mù lấp lánh rực rỡ, bao phủ ngàn vạn dặm toàn bộ vẫn sinh giới thủng lỗ chỗ, khe hở hư vô chi cảnh lớn nhỏ không đồng đều xuất hiện ở khắp nơi. Thiên mưu thở hỗn hỉnh, giận dữ nhìn xung quanh. Chỉ một chúa tể mà chỉ suýt chút nữa đã phá hủy vẫn sinh giới của lão ta. Nếu xuất hiện thêm một chúa tể nữa, thì nguyên giới này còn cần nữa ư. Bây giờ lão ta chẳng hề có cảm giác sung sướng khi đã đánh bại tiêu chiến, mà chỉ toàn là sầu lo. Bản nguyên tích điểm tan vỡ, tương lai sẽ tạo ra rất nhiều chúa tể mới có một người mà lão ta đã thảm thế này nếu xuất hiện thêm nhiều người khác thì phải làm thế nào ồ cảnh tượng tận thế thật là hoành tránh đúng lúc suy nghĩ đang bay loạn trong đầu thiên mưu thì một câu chế nhạo truyền vào tai lão ta thiên mưu biến sắc quay ngoắt ra sau nhìn sau đó con ngươi lão ta co rút lại chúa tể hơn nữa không chỉ một mà là ba người hai nam một nữ, vô cùng trẻ tuổi. Ba người đang đứng trên đống phế tích, tạo thành hình tam giác, tay đút túi quần, nhìn thiên mưu với ánh mắt hứng thú. Sống lâu như thế, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy chúa tể đại nhân của vẫn sinh giới đấy. Nam tử áo trắng cầm đầu nhìn thiên mưu, nhếch miệng cười nói, lời lẽ đầy vẻ trêu tức. Trận đại chiến giữa chúa tể với chúa tể thật sự khiến người ta phải kinh ngạc mà nhìn. Chật chật, ngươi xem mức độ phá hủy này quá nửa số sinh linh bị tiêu diệt rồi nữ tử tủng tỉm cười nói sắc mặt thiên mưu cực kỳ khó coi vừa rồi chiến đấu với tiêu chiến đã làm lão ta hao tốn khá nhiều sức lực bây giờ lại mọc ra ba chúa tể lão ta phải đối phó thế nào đây ba người các ngươi có bằng lòng gia nhập vào phe ta không cùng ta chinh phạt các nguyên giới khác thiên mưu trầm giọng nói ta từ này mới mẻ nè nam tử áo trắng bật cười ha hả thiên mưu tự xưng là ngô một cách xưng hô cổ cũng có nghĩa là ta ngươi đang cầu xin chúng ta sao tráng thiên mưu hằng lên gân xanh nét mặt vô cùng giận dữ nhưng không dám trút ra bây giờ không phải là lúc để làm thế lão ta đã từng là chúa tể duy nhất trong vẫn sinh giới nói một không hai không ai dám kháng lệnh càng không có ai dám càng quấy trước mặt lão ta nhưng bây giờ tình hình đã khác Đối phương có ba chúa tể, dù mắng chửi lão ta thì lão ta cũng không dám ra tay trước. Một đấu một thì đương nhiên Thiên Mưu đủ tự tin giải quyết được đối phương. Nhưng nếu một đấu ba thì lại là chuyện khác. Thế nào? Không muốn. Thiên Mưu lạnh giọng hỏi. Nam tử mặc áo lam im lặng từ đầu đến giờ bỗng bật cười, dẫm lên hư không bay đến trước mặt Thiên Mưu, nhìn lão ta với vẻ nghiền ngẫm, "gia nhập vào phe của ngươi thì chúng ta có được lợi ích gì?" rõ ràng trong ba người này nam tử mặc áo lam mới là thủ lĩnh cùng ta đánh chiếm chín đại nguyên giới ba người các ngươi mỗi người có thể nắm giữ quyền kiểm soát hai nguyên giới thiên mưu hơi nheo mắt trầm giọng đáp theo lý là chúng ta chiếm sáu nguyên giới còn ngươi chiếm ba nguyên giới đúng không nam tử áo lam nhếch miệng cười đúng vậy thiên mưu gật đầu ha 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 Nam tử áo lam chợt cười phá lên, không hề kiên nể gì, cười đến gặp cả người. Sắc mặt thiên mưu ngày càng xấu xí, nghiêm mặt hỏi, ngươi cười cái gì? Chuyện đó buồn cười lắm sao? Rất buồn cười đấy. Nam tử áo lam ngẩng đầu nhìn thiên mưu. Một khắc sau, cơ thể lại biến mất, quay về bên cạnh đồng bọn của mình, chậm rãi giang hai tay ra, nói với thiên mưu trên bầu trời, nhưng chúng ta có bốn người, ngươi chia thế nào đây? Bốn người tim thiên mưu chợt giật thoát. Sau đó lão ta thấy một bóng người chậm rãi ngưng tụ lại trước mặt ba người kia. Là tiêu chiến. Trông thấy hắn, sắc mặt thiên mưu cực kỳ khó coi. Giờ phút này khí tức của tiêu chiến đã suy yếu, bị thiên mưu đánh trọng thương, nhưng vẫn chưa chết. Sao nào? Bất ngờ lắm đúng không? Tiêu chiến nhìn chầm chầm thiên mưu bằng ánh mắt oán độc, dùng tay quệt vết máu trên khóe miệng. Các ngươi! thiên mưu kinh hải. Ba người lão ta đã khó đối phó rồi, bây giờ tiêu chiến vẫn chưa chết, hơn nữa hắn còn cùng một bọn với ba người kia. Lão ta phải chiến đấu thế nào đây? Thiên mưu lập tức vỡ lẽ, thì ra ngay từ đầu nhóm bọn hắn đã có bốn người. Chẳng qua là tiêu chiến muốn xem thực lực của bản thân có thể đối phó với thiên mưu hay không. Nguy cơ Một cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có tràn ngập trong lòng thiên mưu. Lão ta hết sức rõ ràng, nếu mình không xử lý ổn thỏa thì sợ rằng hôm nay vẫn sinh giới này sẽ phải đổi chủ mất thôi. Hơn nữa sinh mạng của chính lão cũng rơi vào vòng nguy hiểm. Đại nhân Lúc trước ta đã nói với ngài rồi. Thời đại thay đổi, người già thì nên lui xuống nhường chỗ. Bây giờ ngài định tự sát hay để chúng ta ra tay đây? Tiêu Chiến cười gằn hỏi. Sau khi nhận được mảnh vụn của phép tắc tích điểm, bốn người họ đã liên minh với nhau. Họ đâu phải đồ ngu, làm sao không biết tình hình bây giờ là thế nào? Nếu không đoàn kết lại thì thứ đời họ chỉ có cái chết mà thôi. Nhưng bảo họ gia nhập vào phe chúa tể có tiếng tâm, có căn cơ, thực lực lại mạnh như Thiên Mưu thì là chuyện không thể nào. Những người của thời đại mới ở cùng nhau mới là ổn thỏa nhất. Cho nên bốn người này đã liên minh lại. Tiếp đó Tiêu Chiến muốn thử xem mình có thể đơn độc đối đầu với Thiên Mưu hay không nên đã xuất hiện ứng chiến trước. Kết quả là không được, vì thế ba người khác lập tức xuất hiện. Trận chiến của Tiêu Chiến càng khiến trong lòng ba người kia thêm xác định họ cần phải hợp tác với nhau. Hỗn sự, chẳng lẽ các ngươi cho rằng bốn người các ngươi liên minh lại là có thể đánh lại ta sao? Thiên Mưu giận dữ quát lên. Nam tử áo lam nhếch miệng cười, trên mặt đầy vẻ dẻo cợt, "Đừng cứ ngô này ngô kia mãi thế, nói như mình lợi hại lắm ấy." Vừa rồi cũng đã cho ngươi lựa chọn rồi, tự sát hay để chúng ta ra tay. Ta đến ba tiếng, nếu ngươi không đưa ra quyết định, thì chúng ta sẽ lựa chọn thay ngươi. Ngươi. Thiên mưu giận sôi gan. Hai lựa chọn này có gì khác nhau chứ? Đều là muốn lão ta phải chết cả. Ngực thiên mưu phập phòng dữ dội, vẻ mặt tái nhợt, dữ tợn. Trong lòng lão ta rất rõ trận này mình không thể thắng được nói thẳng ra là chỉ khiến mình chết nhanh hơn thôi. Cho nên, hai lựa chọn mà lão ta phải đưa ra lúc này chính là chết hoặc chạy trốn. Nếu chết thì chẳng còn thứ gì cả. Chạy trốn thì lão ta phải từ bỏ vẫn sinh giới, không khác gì bắt lý và trường hạ lúc này, trở thành cô hồn giả quỷ. Tiêu chiến, các ngươi cứ chờ đấy. Những gì mất đi hôm nay, ngày sau ta sẽ bắt các ngươi trả lại gấp trăm lần. Thiên mưu bỏ lại câu này sau đó sử dụng bí thuật trốn khỏi vẫn sinh giới. Chương 672, Nguyên giới náo động Sức đầu mẻ tráng Vì sao lại thả lão ta đi? Nam tử áo trắng nhìn theo hướng thiên mưu chạy trốn, cau mày hỏi. Tiêu chiến nhe răng cười, đáp, thiên mưu đã làm chúa tể nhiều năm như vậy, chắc chắn trong tay vẫn còn con ác chủ bài để lão ta chó cùng dứt dậu không có lợi cho chúng ta căn cơ của bốn người chúa tể vẫn còn khá yếu cần phải giữ lại sức lực để củng cố vẫn sinh giới này ba người còn lại lộ vẻ suy tư khẽ gật đầu vậy bây giờ phải làm gì nữ tử hỏi luyện hóa bản nguyên của vẫn sinh giới để nơi này trở thành nguyên giới của chúng ta nhất định vẫn còn có những người khác nhận được mảnh vỡ của phép tắc tích điểm chỉ có điều bây giờ vẫn chưa lộ diện vẫn là câu nói đó căn cơ của chúng ta còn quá yếu nhất thiết phải phát triển thực lực của mình chỉ có cách khiến càng nhiều chúa tể gia nhập phe chúng ta thì chúng ta mới có cơ hội tranh chấp với đám chúng ta nguyên thủy kia đôi mắt tiêu chiến lóe ra vẻ tự tin và hưng phấn lúc trước hắn chỉ là một con chó thuộc hạ của thiên mưu nhưng bây giờ thì khác hắn nhận được cơ hội trở thành chúa tể mới bất cứ sự vật gì cũng đều có sự tồn tại cao nhất mà tiêu chiến hắn muốn mình trở thành vua của các chúa tể, thống nhất chính đại nguyên giới. Ba người khác nghe tiêu chiến nói, vẻ mặt dần trở nên đầy nhiệt huyết. Tranh đấu với các chúa tể trong truyền thuyết, việc này trước kia không ai dám tưởng tượng ra, nhưng nay thì họ có chỗ dựa để làm điều đó. Đi thôi, tìm kiếm những người nắm giữ mảnh vùng phép tắc tích điểm, thu nhận bọn họ làm thuộc hạ. Nếu không nghe theo thì cứ giết đi vẫn sinh giới này chỉ có thể tồn tại một tiếng nói đó chính là tiếng nói của bốn người chúng ta tiêu chiến cười lạnh ba người kia liếc nhìn nhau gật mạnh đầu ở nơi khác trong phạm vi thần vũ giới cũng là cảnh tượng hỗn loạn chấn động thiên mưu bị người mình đuổi khỏi vẫn sinh giới một phần cũng do liên quan đến thực lực của lão ta nhưng qua thiên thì khác với tu vi của mình lão ta sẽ không để xảy ra chuyện uất ức như thế giờ phút này khí tức của lão ta hơi hỗn loạn sắc mặt lạnh lùng trong phạm vi một triệu dặm là cảnh tượng lửa cháy ngút trời máu chảy thành sông trước mặt qua thiên có mấy thi thể các thi thể đó đang bốc lên ngọn lửa màu tím chậm rãi tan rã đại nhân hai tên phản đồ đào tẩu cũng đã đánh chết rồi hạo thiên xuất hiện sau lưng qua thiên chắp tay bẩm báo bây giờ hạo thiên cũng có tu vi chúa tể là người đầu tiên trở thành thuộc hạ của qua thiên biết rõ sự đáng sợ của lão ta cho nên khi nhận được mảnh vỡ phép tắc tích điểm hạo thiên hoàn toàn không có tâm tư phản bội vẫn phụ tá bên cạnh lão ta sau khi phép tắc tích điểm sụp đổ thần vũ giới xuất hiện bảy vị chúa tể mới qua thiên cũng muốn nhân thời kỳ hỗn loạn này lôi kéo càng nhiều chúa tể càng tốt nhưng rất đáng tiếc ngoại trừ hạo thiên ra tất cả những người khác đều làm phản hơn nữa bọn họ còn làm phản không chút do dự, căn bản không hề suy xét điều gì. Cho nên, qua thiên cũng không dài dòng, trực tiếp giết chết từng người một, kể cả làm trời lông đất lỡ lão ta cũng không quan tâm. Thiên mưu đối mặt với bốn chúa tể liên thủ, đã lựa chọn chạy trốn khỏi vẫn sinh giới, còn qua thiên lại trực tiếp giết chết. Đây chính là sự tự tin và cường đại của lão ta. Tiếp tục điều tra. Bây giờ mới chỉ là nhóm đầu tiên thăng cấp lên thành chúa tể, hẳn là còn khá nhiều mảnh vỡ phép tắc tích điểm chưa hoàn toàn luyện hóa, cần thời gian trưởng thành. Nếu tìm được đám người đó mà bọn chúng không nghe theo giống lũ phế vật kia thì cứ giết hết đi." Qua Thiên lạnh giọng quát lên. Hạo Thiên liếc mắt nhìn bốn người đã hoàn toàn thần hình câu diệt trước mặt, nuốt nước bọt. Vội vàng gật đầu đáp, "Vâng, thưa đại nhân." Vừa rồi, một mình Qua Thiên trực tiếp đấu với sáu chúa tể, mạnh mẽ đang áp bọn họ trong đó có hai người trọng thương chạy trốn tiếp đó bị hạo thiên đuổi theo giết chết hắn đã trở thành chúa tể làm sao không biết sự cường đại của chúa tể nhưng qua thiên lại có thể lấy một địch sáu hắn không thể tưởng tượng nổi qua thiên đã mạnh đến mức nào bản tọa nghỉ ngơi một thời gian trong khoảng thời gian này mọi việc ở thần vũ giới vẫn giao cho ngươi xử lý như trước gặp người nào không theo thì cứ giết đi cảm thấy mình không thể nắm chắc phần thắng thì thông báo cho bản tọa biết qua thiên dặn dò thuộc hạ đã rõ hạo thiên đáp qua thiên hài lòng gật đầu một giây sau đã không thấy nữa sau khi qua thiên rời đi uy áp khiến người ta khiếp đảm cũng biến mất theo hạo thiên thả lỏng bản thân nhìn xung quanh bằng ánh mắt phức tạp binh sĩ không muốn làm tướng quân không phải binh sĩ giỏi hắn cũng muốn trở thành lão đại nhưng hắn không dám qua thiên thực sự quá khủng khiếp hoàn toàn không biết được thực lực của lão ta sâu đến đâu trận chiến vừa rồi chính là minh chứng tốt nhất muốn phản bội qua thiên thì chỉ dựa vào mấy chúa tể mới là điều không thể hạo thiên thở dài một tiếng cũng bỏ đi trong chính đại nguyên giới cảnh tượng tương tự xảy ra khắp nơi ngay từ đầu tu thần đã đoán không sai sau khi phép tắc tích điểm sụp đổ người bận rộn nhất nhọc lòng nhất chính là đám chúa tể nguyên thủy kia khi ngươi đột nhiên nhận được sức mạnh của Chúa tể, ngươi còn muốn làm chó tiếp sao? Đương nhiên là không, bởi vì ngươi cảm thấy đối phương cũng chỉ như thế, hơn nữa nhất định sẽ hợp sức với các tân chúa tể khác để cuộc ngã chúa tể cũ. Bây giờ ngay cả phạt ngô cũng phải tự mình ra tay giết người. Đại loạn. Trường nguyên giới của tu thần ra thì tất cả các nguyên giới khác đều đại loạn. Hiện giờ tu thần đang nắm trong tay ba đại nguyên giới là phù tiên giới, thiên giới và trường hà giới thiên giới giao cho kinh như tuyết, trường hà giới giao cho thượng cung cẩn, chuyện ở hai nguyên giới này hắn không định quan tâm đến, cứ để kinh như tuyết và thượng cung cẩn tự mình giải quyết, chủ yếu là để rèn luyện hai người họ. Còn một điều nữa là để hai nàng ấy thu phục đám tân chúa tể kia, sau này còn rất nhiều chuyện các nàng phải làm thay cho tu thần. Bây giờ bên phía kinh như tuyết và thượng cung cẩn cũng đang sức đầu mẻ tráng. Dường như tất cả những người nhận được mảnh vỡ phép tắc tích điểm đều sẽ phản bội không có một ai nguyện thần phục cả cho nên chỉ có đánh đánh đến khi bọn họ chịu phục còn nếu tiếp tục liều mạng thì chỉ có giết nhất là ở chỗ kinh như tuyết ngay từ đầu có ba vị tân chúa tể hợp sức đối phó với nàng chắc chắn một mình nàng không đấu lại tu thần bèn phái thiên không vô diệm đến người từng được tu thần cải tạo sẽ không nhận được mảnh vỡ của phép tắc tích điểm mỗi một mảnh vỡ của phép tắc tích điểm chỉ rơi xuống người một sinh linh sẽ không lặp lại lần thứ hai đệ tử và thuộc hạ của tu thần đã ngầm nhận mảnh vỡ phép tắc tích điểm một lần rồi. Bởi vì bản thân hắn là chuyển kiếp của ý chí tích điểm, nên người được hắn điểm hóa đương nhiên cũng có phép tắc tích điểm trong người. Song những việc này không cần gấp, bây giờ tu thần có thể sáng tạo ra chúa tể. Chỉ có điều không giống lúc trước có thể trực tiếp sử dụng khống chế thời gian để thăng cấp. Hắn muốn giết chết những người nắm giữ mảnh vỡ phép tắc tích điểm từ đó cướp lại các mảnh vỡ mà bọn họ dung hợp sau đó lại ban cho người mình. Đây cũng là một loại đoạt xá, đoạt xá từ tu vi. Thầy ơi, vì sao con không nhận được mảnh vỡ của phép tắc tích điểm ạ? À? Trong thiên trì viên bạn ở miếu thiên thần, phương nhuế nhuế tỏ vẻ phiền muộn, vẻ mặt của những người khác cũng có chút quể oải. Bây giờ ai cũng thành chúa tể cả rồi, chỉ có họ là không thể, việc này rất đã kích lòng tự tin của họ. Họ cũng muốn được như kinh như tuyết và thượng cung cẩn có thể giúp đỡ được cho tu thần không muốn sống cuộc đời tầm thường vô vị. Tu thần bật cười nói, đừng nóng, sắp được rồi. Chương 673, lại đến cực bắc chi cảnh. Ta là ân nhân của ngươi, đúng không? Sắp là bao lâu ạ? À? Phương nhuế nhuế chống cầm, thở dài một tiếng, hỏi lại. Bây giờ tu vi nửa chúa tể không thỏa mãn được cô nhóc này. Tu thần nhìn phương nhuế nhuế, nở nụ cười, ngươi cũng đâu muốn trở thành chúa tể quản lý nguyên giới, nồng nóng có tu vi chúa tể làm gì. Nhưng con muốn giúp thầy đánh nhau cơ, đánh cho đám lão già kia một trận nên thân. Ai bảo bọn họ đều muốn đối phó với thầy. Phương nhuế nhuế hơi nắm đắm, hư lạnh. Người ta đã trở thành chúa tể rất lâu rồi, tân chúa tể chắc chắn không lợi hại bằng chúa tể cũ đâu. Tiểu Bạch ở bên cạnh lên tiếng. Phương Nguyên trừng mắt nhìn Tiểu Bạch, ngươi muốn giành với ta đúng không? Lão đại cho thì ta lấy, lêu lêu. Tiểu Bạch làm mặt quỷ với Phương nhuế nhuế, sau đó đứng dậy chạy đi. Tiểu Bạch chết tiệt. Ngươi ngứa đòn à? Phương nhuế nhuế thở phì phì bật dậy đuổi theo Tiểu Bạch. Thầy ơi, trong phù tiên giới ta ngoại trừ thiên không vô diệm thì không có tân chúa tể khác xuất hiện sao? Sở Nguyệt nhìn Phương nhuế nhuế và Tiểu Bạch vừa đuổi nhau vừa đùa giỡn, lắc đầu cười nói. Tu thần mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm nhìn về nơi xa, đương nhiên là có. Mảnh vụn phép tắc tích điểm có ba loại. Một loại là trực tiếp rơi xuống người có tu vi rất cao, trực tiếp thăng cấp thành chúa tể. Loại thứ hai là rơi xuống người có thiên phú, ẩn nấu ở đó, từng bước thăng cấp thành chúa tể. Loại cuối cùng là hoàn toàn che giấu, không để bất cứ ai phát giác ra trên cơ bản loại đó sẽ rơi vào người hài nhi vừa ra đời sở nguyệt không hiểu hỏi với vẻ mặt hoang mang như thế có nghĩa là gì ba lần đại kiếp lần thứ nhất chính là lúc này phép tắc tích điểm vừa sụp đổ trong đại kiếp đầu tiên những chúa tể có uy tín năng lực và thực lực không đủ sẽ lập tức bị đào thải ta nghĩ trong chính đại nguyên giới đã có chúa tể lâu năm bị thay thế lần thứ hai chính là khoảng thời gian sau đại kiếp thứ nhất những người nắm giữ mảnh vỡ của phép tắc tích điểm kia từng bước thăng cấp thành chúa tể căn cơ càng thêm vững chãi thực lực càng thêm mạnh mẽ tâm tư cũng sâu xa hơn đại kiếp lần thứ hai mở ra sẽ vô cùng thảm khốc mới cũ đối đầu đến cực hạn người cuối cùng có thể sống sót chắc chắn đều là cường giả nói đến đây tu thần ngừng lại khóe miệng hơi nở nụ cười đầy ẩn ý sở nguyệt chớp chớp mắt tò mò hỏi, vậy còn lần thứ ba? Lần thứ ba chính là kiếp nạn chính đại nguyên giới quy về một mối. Tai họa thực sự giáng xuống, hoặc là sống hoặc là chết. Các hài nhi nhận được mảnh vỡ phép tắc tích điểm từ lúc còn trong bụng mẹ đều sẽ có thân phận là người mở đường cho tích điểm. Đám người đó cũng có thể sẽ trở thành sự tồn tại có cấp bậc chúa tể chí tôn, hai lần đại kiếp trước chỉ là làm nền cho thời điểm chính đại nguyên giới quy về một mối mà thôi để chào đón sự xuất hiện của tích điểm chuyển kiếp thực sự. Tu thần giải thích. Sắc mặt sở nguyệt thoáng qua vẻ sợ hãi, nàng vội vàng hỏi, theo lý thì tích điểm chuyển kiếp bây giờ vẫn chưa xuất thế đúng không ạ? À? Chính là ở trong nhóm người thứ ba nhận được mảnh vỡ phép tắt tích điểm. Tu thần bật cười, việc này thì chưa chắc. Vẫn là câu nói đó, thân phận của tu thần không thể để bất kỳ ai biết được, dù là đồ đệ tuyệt đối trung thành với hắn việc này liên quan đến sự thành bại của ván cờ thầy ơi nói vậy thì có phải người mở đường của tích điểm cũng chưa xuất hiện phải không đám phạt ngô đều nhận nhầm thành thầy sở nguyệt kinh ngạc hỏi tu thần hắn bật cười đáp có đôi khi nhận nhầm cũng là một cơ hội đúng không sở nguyệt nghe tu thần nói xong khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ đi thôi cũng vi sư tới một nơi tu thần bỗng đứng dậy nói sở nguyệt cũng vội vàng đứng dậy theo nàng không hỏi đi đâu làm gì bởi vì không cần thiết đối với miếu thiên thần mà nói mỗi một chuyện tu thần làm đều có nguyên nhân hơn nữa luôn có lợi cho họ không cần hỏi nhiều làm gì cứ đi theo là được tu thần xoay người một cái một khắc sau hắn và sở nguyệt đã biến mất các thành viên khác của miếu thiên thần nhìn thấy vậy để trưng ra ánh mắt hâm mộ dựa theo lệ cũ tu thần đưa ai đi thì người đó chắc chắn sẽ có được chỗ tốt Lần này rời đi, rất có thể Sở Nguyệt sẽ trở thành chúa tể tiếp theo của Miếu Thiên Thần. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, họ sẽ không ghen tị, trong lòng mọi người đều hết sức rõ ràng. Cảnh giới chúa tể đối với họ chỉ là vấn đề về thực lực mà thôi. Người khác có, thì tu thần chắc chắn cũng sẽ cho họ, hơn nữa còn không cần đánh đổi thứ gì. Đây chính là phúc lợi và chỗ tốt của đệ tử Miếu Thiên Thần, trong vạn giới này không ai có thể so được. Cực Bắc chi cảnh một thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi nhắm mắt dưỡng thần xung quanh cơ thể bốc lên một làn khói màu xám đen uy lực cực lớn bóng dáng tu thần và sở nguyệt xuất hiện sau lưng thiếu niên nó từ từ mở mắt ra trong đôi mắt đỏ rực kia không hề có chút cảm xúc nào khiến người ta không rét mà run cuối cùng ngươi cũng xuất hiện thiếu niên nói sở nguyệt nghi ngờ liếc mắt nhìn tu thần thiếu niên này biết hắn tu thần nở nụ cười ung dung không lên tiếng thiếu niên chậm rãi đứng dậy quay lại đối diện với hắn ta đã tìm ngươi mấy trăm năm rồi thiếu niên lạnh giọng nói tu thần bật cười hỏi từ giọng điệu của ngươi ta cảm nhận được sự thù địch ngươi muốn tìm ta báo thù ư trước kia chính ta là người đã cứu ngươi và mẹ ngươi đấy nhưng vì ngươi mà tộc bạch hồ của ta bị diệt toàn tộc không phải sao bởi vì diệt tộc cuối cùng mẹ ta đã giết hết đám người bạch thiên chỉ cũng lựa chọn tự sát mà chết. Mọi việc vốn cũng không cần phải đi đến nước ấy. Tộc Bạch Hồ chúng ta chẳng qua chỉ là quân cờ để ngươi đối phó với vô thần mà thôi. Trong đôi mắt thiếu niên ánh lên vẻ hung dữ. Những bông tuyết đang rơi bồng bềnh xung quanh bỗng nhiên đứng im bất động, sau đó chúng dần nhuộm thành màu đỏ như máu, chậm rãi xoay tròn, cuối cùng lao thẳng về phía tu thần. Win những bông tuyết màu máu kia chỉ gần chạm đến người tu thần và Sở Nguyệt thì bỗng nhiên nổ tung, hóa thành sương máu trên bầu trời. Suy nghĩ này của ngươi rất biến thái." Tu thần mỉm cười nói. "Thiếu niên này chính là Bạch Vũ năm đó, người mang ngũ uẩn chi huyết. Thiếu niên đã từng trải qua cảnh đứng trước bờ vực của cái chết, khẩn cầu tu thần giúp đỡ mẹ con mình. Tu thần đã giúp đỡ, hơn nữa còn chữa khỏi cho Bạch Vũ và Bạch Phi, vụ hành hình sau đó tu thần không tham gia vào." dựa theo lý mà nói tu thần chính là ân nhân cứu mạng của hai mẹ con bạch vũ hẳn là nó phải mang lòng cảm kích với hắn mới phải vậy mà thái độ của bạch vũ bây giờ lại là hận tu thần thấu xương ta là ân nhân cứu mạng của ngươi đúng không không có ta mẹ ngươi và ngươi làm sao mà báo thù được chứ tu thần tiếp tục nói bạch vũ nhe răng cười xuề bàn tay ra từ lòng bàn tay nó bốc lên một ngọn lửa màu đen cực bắc chi địa vốn rất lạnh lẽo, bây giờ càng thêm giá rét, dường như muốn đóng băng cả linh hồn người ta vậy. Lúc đầu ta quả thực đã coi ngươi là ân nhân cứu mạng mình. Đáng tiếc, sau khi ta trở thành thiên tôn, mới phát hiện ra rằng trong đầu mình còn có thêm rất nhiều thứ. Ta biết sự hùng mạnh của ngươi, cho nên ta vẫn luôn che giấu để chờ đợi. Chờ đợi thứ đó đến. Tu thần hơi cong khóe miệng, hỏi, bây giờ thứ đó đến rồi. Bạch Vũ nhếch miệng cười, Đương nhiên là đến rồi. Chương 674, tuổi nhỏ không chịu học hành, chỉ giỏi giả ngâu. Tu thần nhìn Bạch Vũ, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý sâu xa. Sở Nguyệt bên cạnh nhíu chặt mày, tràn đầy sự cảnh giác và đề phòng đối với Bạch Vũ trước mặt. Bây giờ Bạch Vũ cũng đã là cường giả cấp bậc chúa tể. Trở thành chúa tể ngay dưới mắt Tu thần trước đây sở nguyệt đã nghe kinh như tuyết kể về bạch vũ lúc người của miếu thiên thần ở chung với nhau đều sẽ kể lại những gì mình được chứng kiến và dùng điều đó để tăng cường kiến thức cũng như kinh nghiệm cho bản thân chuyện bạch vũ mẹ của nó và hồ thần đã được kinh như tuyết kể lại cho mọi người trong miếu thiên thần nghe vậy ngươi nói xem rốt cuộc ngươi là gì tu thần hơi nhướng mày bật cười hỏi bạch vũ nhếch miệng để lộ ra hàm răng trắng ẩn cả người nhìn có vẻ hơi dữ tợn con người đỏ như máu tỏa ra ánh sáng đỏ yêu dị. Rất nhiều người đều cho rằng ngươi là người mở đường cho Tích Điểm, ngươi cảm thấy có đúng không? Bạch Vũ cười khẩy hỏi. Tu thần trực tiếp lắc đầu phủ nhận, không đúng. Vẻ mặt Bạch Vũ chợt cứng đờ. Nó không ngờ Tu thần lại trả lời dứt khoát như vậy. Người mở đường Tích Điểm xuất hiện chỉ là để thu hút thù hận thay Tích Điểm chuyển kiếp. Đám chúa tể kia đều cho rằng người mở đường cho Tích Điểm chỉ có một người thật quá ngu xuẩn trước khi tích điểm chuyển kiếp còn chưa thực sự xuất hiện thì người mở đường tích điểm sẽ như nắm mọc sau mưa không ngừng ra mặt trong ba kiếp nạn chỉ mới vừa bắt đầu kiếp nạn thứ nhất mà thôi mỗi một kiếp nạn xảy ra thì sẽ xuất hiện một nhóm người mở đường tích điểm ngươi cảm thấy trong kiếp nạn đầu tiên này sẽ xuất hiện mấy người bạch vũ nhìn tu thần hỏi bằng giọng hứng thú nó dường như đang truyền dạy tri thức cho tu thần giọng nói và thần thái đều vô cùng vênh váo và dữ dằn ngươi biết cũng nhiều đấy tu thần nói bạch vũ bật cười ha hả nói ta còn biết nhiều hơn ngươi có muốn nghe không không muốn tu thần nhếch miệng đáp gương mặt bạch vũ lập tức sầm lại ánh sáng đỏ trong đôi mắt nó chợt lóe lên chỉ thấy không gian trên đỉnh dầu tu thần vặn vẹo nứt toát sau đó hai mũi nhọn màu máu từ khe nứt thò ra đâm thẳng về phía tu thần. Sở Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bóng người lóe lên. Win Hai mũi nhọn kia nháy mắt nổ tung, sở nguyệt đáp xuống trước mặt tu thần. Tu thần không động đậy, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Đồ đề này của ngươi là một người kế tục không tệ. Đáng tiếc không nhận được mảnh vỡ của phép tắc tích điểm. Bạch Vũ nhìn sở nguyệt, chẹp miệng nói. Vừa dứt lời, từ trong khe nước lại trồi ra vô số mũi nhọn, mỗi cái đều mang theo thần nguyên chi lực ăn mòn, trên trời cũng mở ra một cái lỗ lớn, vô số xiềng xích ào ào tuôn ra. Sở Nguyệt lại lao lên nghênh đón, một ảnh ảo màu xám cao hơn trăm trượng dựng thẳng lên sau lưng nàng, rồi bổ mạnh về tứ phía. Nhất thời, trời đất trung chuyển, năng lượng điên cuồng trào ra bốn phương tám hướng, cuồng phong gào thét cuốn tất cả mọi thứ xung quanh thành một mình. Thú vị đấy! Ánh mắt Bạch Vũ hiện lên vẻ kinh ngạc nó không ngờ sở nguyệt chỉ có tu vi nửa chúa tể mà lại đỡ được đòn tấn công của mình mặc dù chỉ là một thủ đoạn vớ vẩn không đáng nhắc đến nhưng khi cảnh giới của hai người không cùng cấp độ mà sở nguyệt vẫn kháng cự được đã đủ chứng minh nàng rất mạnh mẽ sở nguyệt bay lơ lửng trên không trung trước mặt tu thần pháp tướng ảnh ảo khổng lồ sau lưng tỏa ra khí tức vô cùng khủng khiếp luồng khí màu đen quay tròn quanh sở nguyệt một phần không ngừng rót vào trong người nàng khuyết điểm nói vài câu đã ra tay đánh người của ngươi không được ổn lắm đâu. Tu thần mỉm cười nói. Bạch Vũ khẽ cười một tiếng, mở bàn tay phải của mình ra, trong đó có một trái tim đang chậm chậm xoay tròn. Trái tim này vẫn còn đang đập, thậm chí còn nghe được cả tiếng thình thịch phát ra từ nó. Sở Nguyệt chợt biến sắc, giơ tay ông lấy vị trí trái tim mình. Trái tim do thể chất của ác oán chi linh nuôi dưỡng ra, ngươi cảm thấy nó mạnh hơn bao nhiêu so với trái tim của người bình thường. Bạch Vũ nhe răng cười, hỏi. Sắc mặt sở nguyệt tái nhợt, đôi mắt lập lòe sát khí nồng đậm, đang định xông lên đánh tiếp thì bỗng toàn thân run rẩy rồi quỳ sụp xuống đất, mồ hôi lạnh túa đầy trán. Đừng dãy dù nữa, ta chỉ cần bóp nhẹ một cái là ngươi sẽ chết. Bạch Vũ nhìn sở nguyệt, đe dọa. Sau đó nó quay sang nhìn tu thần. Hỏi, thực lực của ngươi rất quỷ dị, ngươi cảm thấy bây giờ ta và ngươi giao đấu, tỷ lệ thắng là bao nhiêu? Tu thần liếc nhìn sở nguyệt, cười nói, từ đầu đến giờ, ngươi đều tỏ ra hết sức tự tin. Thực ra ta cũng nghi ngờ, ai cho ngươi niềm tự tin ấy? Bạch Vũ cười ha hả, mở bàn tay trái ra, trong lòng bàn tay nhanh chóng có luồng khí đỏ ngưng tụ lại, cuối cùng hiện ra một trái tim. Tu thần sờ lên tim mình, thấy chỗ đó rỗng tuyết. Thằng nhóc này cũng có chút năng lực có thể thần không biết quỷ không hay rút trái tim của đối thủ ra khỏi cơ thể đối với người tu luyện mà nói thực ra trái tim không tính là điểm yếu lớn gì vì thần nguyên bị hủy diệt mới có thể khiến người ta chết triệt để được nhưng thủ đoạn của bạch vũ rất kỳ dị sau khi rút trái tim ra còn có thể khiến hồn phách thần nguyên gắn liền với trái tim đó theo lý nếu nó bóp nát trái tim đó thì đối thủ sẽ bị hủy diệt cả thần nguyên và hồn phách chết thì không chết được nhưng hoàn toàn không có sức phản kháng bây giờ ngươi cảm thấy tự tin của ta từ đâu đến bạch vũ nhếch miệng cười nham hiểm sở nguyệt nhìn thấy cảnh đó vô cùng hãi hùng lo lắng nhìn về phía tu thần nhưng khi thấy trên mặt tu thần vẫn mang vẻ thông dong bình tĩnh như trước thì nỗi lo lắng trong lòng nàng biến mất nàng chưa từng gặp ai có thể gài bẫy hay đánh thắng trực diện thầy mình cả phạt ngô không thể sư công thiên nguyên tử không thể thì bạch vũ này lại càng không được rồi đừng giả ngầu nữa tuổi còn nhỏ mà không chịu khó học hành chỉ giỏi giả ngầu ngươi biết chiêu này vô dụng đối với ta tu thần lắc đầu nói bạch vũ bỗng bật cười sằng sặc nhìn tu thần bằng ánh mắt hài hước hoàn toàn chính xác chiêu này không có tác dụng lắm với ngươi dù sao ngươi có thể chiếm được ba nguyên giới trong thời gian ngắn sao có thể bị thủ đoạn vớ vẩn này áp chế chứ nói xong ánh mắt bạch vũ đảo quanh một vòng, chậm rãi nói, ngươi có biết ta đợi ngày này đã bao lâu rồi không? Ngươi đang nói đến đại trận tru thiên diệt hồn sao? Tu thần buồn cười hỏi. Mí mắt bạch vũ chợt giật lên, nhìn tu thần bằng vẻ ác liệt, ngươi biết. Tu thần bật cười, vung tay phải lên. Trên người sở nguyệt lóe lên một vòng ánh sáng lục sau đó biến mất, đồng thời trái tim của sở nguyệt trong tay bạch vũ cũng biến mất trong nháy mắt mà sở nguyệt có thể đứng ngay dậy, hoàn toàn hồi phục như bình thường. Thấy tu thần chỉ cần dùng một tay đá phá vỡ cấm pháp của mình, sắc mặt bạch vũ càng thêm thâm trầm. Ngươi biết trước đây vì sao ta muốn cứu ngươi, tiếp đó còn cho ngươi sống trong vui vẻ không? Tu thần hỏi. Vẻ mặt bạch vũ chợt giữ tận hẳn lên, nó lạnh giọng quát, chẳng lẽ ý của ngươi là, để chờ đến ngày hôm nay? Chờ đại trận tru thiên diệt hồn của ta luyện hóa ngươi. Tu thần cười, một khắc sau, bóng người hắn đã xuất hiện sau lưng Bạch Vũ. Tu thần ghé đầu vào sát tai Bạch Vũ, chậm rãi nói, bởi vì thân phận người mở đường cho tích điểm là trận do ta bày ra. Chương 675: Hồ ly không làm thì làm chuột đi. Đồng tử của Bạch Vũ cho co lại. Nó hoàn toàn không biết Tu thần xuất hiện trước mặt mình lúc nào không thể tìm ra bất cứ quỹ đạo gì bạch vũ trở tay đẩy một cái không gian sau lưng nháy mắt nổ tung bản thân nó lùi lại nghìn mét nhìn nơi đang mù mịt bụi bặm phía trước bằng ánh mắt âm u bóng dáng của tu thần và sở nguyệt dần dần hiện ra ngươi vừa nói gì thân phận người mở đường cho tích điểm của ta là do người bay ra bạch vũ nghiến răng hỏi với sắc mặt thâm trầm ánh mắt của nó tràn đầy vẻ khinh thường và tức giận khinh thường là bởi nó không tin tu thần có bản lĩnh ấy có thể tạo ra thân phận cho người mở đường cho tích điểm còn tức giận là vì tu thần từ đầu đến cuối luôn mang thần thái đã tính trước mọi việc không hề có chút sơ hở nào lúc trước khi bạch vũ còn là một con tiểu bạch hồ sắp chết tu thần cũng luôn tỏ ra là người đứng ở trên cao đùa dẫn vô thần và hồ thần trong lòng bàn tay ép đối phương không còn chỗ trở tay đánh trả đến khi nó lớn lên Tu thần vẫn luôn có dáng vẻ ấy. Nó không tin một người có thể vĩnh viễn mạnh mẽ, vô địch. Bây giờ là thời điểm đến phiên Bạch Vũ nổi lên, mà tu thần chắc chắn là hòn đá kê chân của nó. Khi người ta còn nhỏ yếu luôn biết cách đội ơn, năm đó Bạch Vũ quả thực vô cùng sùng bái và cảm kích tu thần. Nhưng sau khi lớn mạnh thì con người ta không còn giống thế nữa. Trong trời đất bao la, chỉ có lợi ích của mình là quan trọng nhất đây là thuộc tính căn bản nhất của mọi kẻ mạnh ai cũng không thể tránh khỏi chỉ khi bản thân mình mạnh nhất mới có thể tiêu diệt mọi sự uy hiếp mà không cần nể nang gì cả trẻ con mới nói đến chuyện tôn sùng con người lớn chỉ nói đến lợi ích anh bạn nhỏ thế giới này không công bằng như ngươi tưởng đâu tu thần mỉm cười nói bạch vũ chợt bật cười mấy tiếng nhìn hắn bằng vẻ mặt dữ tợn ngươi có biết cuộc đời ta ghét nhất điều gì không chính là vẻ mặt tự cho mình là đúng giống như người vậy ngươi có biết cuộc đời ta ghét nhất điều gì không chính là vẻ mặt tự cho mình là đúng giống như ngươi vậy giống như cả thế giới này đều nằm trong tay ngươi lúc trước là bạch thiên chỉ sau đó đến vô thần cuối cùng là ngươi bây giờ bạch thiên chỉ và vô thần đều chết rồi người tiếp theo chính là ngươi tu thần thở dài một tiếng hắn có thể nói là người không gì không làm được nhưng chỉ có một thứ duy nhất hắn không thể chiếm được đó chính là lòng người thực ra năm đó hắn đã dự đoán được bạch vũ sẽ trở thành người như hiện nay chỉ có điều hắn muốn xem xem rốt cuộc kết quả có đúng như những gì mình phỏng đoán hay không từ khi bạch vũ trở thành người chuyển kiếp đầu tiên của tích điểm tu thần đã biết thằng bé này không cứu được nữa vì sao kiếp trước của tích điểm lại có lòng đố kỵ và căm thù tích điểm chuyển kiếp như vậy nguyên nhân chính là cùng dấu thì đẩy nhau sâu trong nội tâm của người mở đường cho tích điểm tồn tại suy nghĩ phản nghịch trời sinh đối với người chuyển kiếp tích điểm mạng ta do ta không do trời chỉ sợ sứ mệnh của họ tồn tại vì mở đường cho tích điểm chuyển kiếp hỗ trợ tích điểm chuyển kiếp trưởng thành nhưng trong lòng vẫn luôn muốn nổi dậy lật đổ dựa vào điều gì mà mình không thể trở thành tích điểm mà phải lót đường cho người khác ở những nguyên giới thiên khác tình huống người mở đường cho tích điểm phản bội tích điểm chuyển kiếp xảy ra rất phổ biến ai cũng muốn trở thành tích điểm thật sự nhưng chưa từng có người nào thành công không ai biết vì sao chỉ có bản thân tích điểm chuyển kiếp mới biết được bởi vì họ có lĩnh vực vô địch đây là bí mật lớn nhất của tích điểm đồng thời cũng là bí mật lớn nhất của tất cả các tích điểm chuyển kiếp ở nguyên giới thiên khác chẳng ai nói bí mật này cho người khác biết vì đây là chỗ dựa lớn nhất của họ tu thần không bao giờ ra khỏi lĩnh vực vô địch của mình, những tích điểm chuyển kiếp của các nguyên giới thiên khác cũng không làm chuyện tìm đường chết như thế. Giết nó, cướp lấy mảnh vỡ pháp tắc tích điểm của nó. Tu thần gật đầu với sở nguyệt. Bạch Vũ nghe thấy lời hắn nói, giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian này, bật ra tiếng cười hài hước, ngươi cho rằng một người có tu vi nửa chúa tể. Có thể làm gì được ta sao? Bạch Vũ nói xong, cả người tỏa ra ánh sáng màu đỏ lấp lánh sau đó không gian chợt chìm xuống phía sau nó xuất hiện từng đường cong màu đỏ chúng chậm rãi xoay tròn cuối cùng hóa thành một bánh xe vận mệnh khổng lồ trên đó khắc vô số hoa văn đỏ như máu tàn ra khí tức hủy thiên diệt địa bánh xe quay tròn không gian xung quanh lập tức co lại một tấc nén vào không khí khiến những tiếng nổ vang lên sông suối biển hồ dưới mặt đất bắt đầu chảy ngược tất cả bị bao phủ bởi một quần sáng đỏ tươi hóa thành thác nước đổ ngược chiều đỏ như máu. Tu thần không quan tâm đến Bạch Vũ. Dưới chân hắn chợt suýt một chiếc ghế, sau đó hắn tùy ý ngồi xuống. Sở Nguyệt mặt không đổi sắc đi về phía Bạch Vũ, tốc độ càng ngày càng nhanh, cuối cùng chạy như một cơn gió. Đối với bất kỳ một mệnh lệnh nào của tu thần, cho dù không thể nào hoàn thành được, sở Nguyệt cũng đều thực hiện mà không một chút do dự, những đệ tử khác của miếu thiên thần cũng làm vậy. Không biết sống chết, Bạch Vũ thấy Sở Nguyệt đang lao đến mức phía mình với tốc độ cực nhanh, cười lạnh một tiếng rồi giơ tay phải lên. Bánh xe đỏ tươi sau lưng nó lóe lên tia sáng chói mắt, thác nước đang đổ ngược chiều bỗng nổ tung. Hóa thành những lưỡi huyết kiếm che ngập trời, mang theo sức mạnh cắn nuốt linh hồn, đổ ập về phía Sở Nguyệt. Chớp mắt, cả trời đất nhùm một màu đỏ tươi, trở nên vô cùng khủng khiếp và quái dị. Sở Nguyệt nhảy lên không trung, pháp tướng tử thần dựng đứng sau lưng nàng, Nàng cầm một lưỡi hái màu đen không lộ trong tay, vung lên chém mạnh về phía Bạch Vũ. Một tiếng trầm đục vang lên, không gian trước mặt bị rạch ra, một khe nước hết như thiên hạ xuất hiện trên không trung. Phệ hồn huyết kiếm đang bao phủ bầu trời đều chui hết vào trong khe nước ấy. Vô tri. Bạch Vũ cười gắn một tiếng. Tay phải nắm chặt lại. Một khe nước khác mở ra sau lưng sở nguyệt tất cả số phệ hồn huyết kiếm vừa bị hút vào khe nước trước đó lại từ khe nước sau lưng nàng tuôn ra sở nguyệt còn chưa kịp lấy lại tinh thần bóng hình đã bị bao phủ bên trong cảnh tượng pháo hoa đỏ như máu trên bầu trời tu thần thản nhiên ngồi trên ghế nhìn tất cả mọi việc xảy ra trước mắt cho dù sở nguyệt bị phệ hồn huyết kiếm nuốt chửng hắn vẫn thờ ơ ánh mắt bạch vũ nhìn hắn đầy điên cuồng nó lớn tiếng quát lên tu thần ngươi còn muốn ra vẻ huyền bí đến lúc nào có con ác chủ bài nào thì tung hết ra đi đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội tu thần mỉm cười khẽ búng tay một cái bạch vũ chợt biến sắc nhìn ra bốn phía không gian xung quanh nhanh chóng co lại nơi nó đứng dường như cũng bị thu hẹp lại mà bản thân nó cũng bị thu nhỏ trong mắt bạch vũ người tu thần càng lúc càng to ra còn mình thì ngày càng bé lại chỉ trong nháy mắt bạch vũ thấy tu thần đã cao lớn sừng sững như một ngọn núi còn nó chỉ hệt như một con kiến hôi ngẩng đầu cũng không nhìn hết được cả người tu thần sau đó bạch vũ cảm thấy cơ thể mình bắt đầu ngứa ngáy nhìn xuống tay chân thấy có lông mọc ra hồ ly đẹp thế lại không muốn làm thì làm một con chuột là được giọng của tu thần truyền vào tai nó chương 676, thầy của ta không hề sợ bất cứ âm mưu hay bí mật gì. Bạch Vũ không tin được nhìn cơ thể mình, cả người phủ một lớp lông màu xám. Bản thể của nó là một con bạch hồ, nó vô cùng rõ ràng về kết cấu cơ thể của mình, cho nên chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra lúc này mình không phải bị đánh về nguyên hình, mà là thực sự trở thành một con chuột xám. Mọi thứ xung quanh nó đều trở thành cao lớn và mênh mông vô bờ, còn nó thì nhỏ bé yếu ớt không thể nào không thể nào bạch vũ hoảng sợ ngoe ngoảy đầu mình cuộc chiến giữa các cường giả cấp bậc chúa tể thì ít nhất cũng phải đánh qua đánh lại một lúc chứ dù có áp đảo đến đâu thì cũng không thể khiến đối phương thất bại thảm hại trong nháy mắt được hơn nữa còn hoàn toàn không có chút sức đánh trả làm thậm chí nó còn không biết tu thần làm bằng cách nào để đối phó với tu thần nó đã chuẩn bị rất lâu ở cực bắc chi cảnh này bày ra rất nhiều pháp trận và cấm chế, tràn trề lòng tin mình có thể giải quyết được tu thần. Nhưng tất cả mọi thứ đều chưa được dùng đến. Âm âm. Một tiếng động lớn vang lên, cả mặt đất cũng rung lên nhẹ nhẹ. Nó ngẩng đầu, một cái đầu to tướng hệt như một quả núi xuất hiện trước mặt nó, nó nhìn thấy hình ảnh lông chuột trên người mình đang dựng đứng cả lên, rung lẫy bẫy phản chiếu trong đôi mắt khổng lồ kia. Nó định sử dụng thuật pháp thần thông, nhưng lại hoảng hốt phát hiện ra mình không thể thi triển được năng lực gì, không khác một con chuột bình thường là mấy. Nói một cách khác, nó là một con chuột biết nói. Gương mặt khổng lồ của Sở Nguyệt kia không hề có biểu cảm nào, khiến người ta phát rét trong lòng. Ngoại trừ tu thần và người của Miếu Thiên Thần thì Sở Nguyệt đối với ai cũng đều mang vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm. Nàng đưa tay chụp lấy Bạch Vũ. Người bỏ tay ra. Bỏ ra Bạch Vũ điên cuồng gào thét. Nhưng sở nguyệt không nghe thấy, trong mắt nàng, nó không thể dùng một con chuột để hình dung. Mà là một con kiến. Một con kiến biết nói tiếng người, nhưng vì giọng nó quá bé nên không thể nghe thấy. Bất kể Bạch Vũ điên cuồng rít gào, liều mạng dãy dụa thế nào, cũng không thể thoát ra nổi, bị sở nguyệt xách cái đuôi còn nhỏ hơn cọng tóc lên, nói, thầy ơi, đây thật sự là Bạch Vũ sao? Sở Nguyệt nắm lấy đuôi Bạch Vũ, kinh ngạc nhìn tu thần phía xua nàng cũng rất sửng sốt thuộc điểm hóa không phải là thần thông gì lợi hại nhưng biến một chúa tể hơn nữa còn là người mở đường cho tích điểm thành một con chuột thì việc này cũng quá đáng sợ rồi trong chính đại nguyên giới tất cả sự tồn tại trong kim tự tháp đều dễ dàng bị tu thần điểm hóa thành giống khác thực lực này rốt cuộc đã mạnh đến mức nào hơn nữa điều chủ yếu nhất là đừng nói là bạch vũ không cảm nhận được mà ngay cả sở nguyệt ở bên cạnh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. khi sử dụng thuật pháp thần thông thì chắc chắn sẽ khiến linh khí của thiên địa rung chuyển, sản sinh là thần nguyên chi lực. nhưng từ lúc nàng bái tu thần làm sư phụ đến giờ, chưa từng cảm nhận được những thứ đó từ người hắn. giống như thuật pháp thần thông của hắn không giống với con đường của họ, hoàn toàn không nhận biết được. tu thần mỉm cười nói, không thể giả được. sở nguyệt vừa cẩn thận nắm nhế bạch vũ trong tay cảm giác tăng cao loáng thoáng nghe thấy tiếng chửi rủa của bạch vũ lúc trước từng nghe đại sư tỷ nói thầy để nó lại sau nào sẽ có tác dụng khác quả nhiên thầy định sắp xếp nó trở thành người mở đường tích điểm sao sở nguyệt tò mò hỏi tu thần gật đầu đáp rất nhiều việc không thể nói rõ được chỉ có thể tự mình cảm nhận mỗi người đều có con đường vận mệnh của riêng mình chỉ cần đi ngược với con đường của vi sư thì đều nhận được mảnh vỡ của phép tắc tích điểm còn người có con đường vận mệnh bị buộc cùng một chỗ với vi sư lại được bỏ qua sở nguyệt như ngộ ra nói đây chính là lý do vì sao người của miếu thiên thần không nhận được mảnh vỡ của phép tắc tích điểm đúng không bởi vì chúng con và thầy đi cùng một con đường nên đã bị mảnh vỡ phép tắc tích điểm bỏ qua giờ phút này thân phận của tu thần lại càng thêm cao quý trong lòng sở nguyệt suy nghĩ tỉ mỉ thì thấy thầy của nàng từ trước tới nay đều bách chiến bách thắng khinh trời khinh đất khinh không khí, ai cũng dám coi khinh, nhưng lại chưa từng thất bại. Sự tồn tại hùng mạnh như vậy, hẳn là cũng không khác lắm so với sự tồn tại ở cấp bậc thiên nguyên tử và tích điểm ổn định. Tất nhiên là sẽ bị ý chí tích điểm bò qua. Như vậy thì việc này có thể nghĩ thông được. Vậy bây giờ làm gì với nó đây? Giết nó luôn sao? Sở Nguyệt hỏi. Luyện hóa nó, lấy mạnh vỡ phép tắt tích điểm trong người nó ra sau đó ngươi chiếm đoạt toàn bộ, đột phá trở thành chúa tể mới. Tu thần nói. Đôi mắt sở nguyệt lóe lên vẻ kích động, ánh mắt nhìn bạch vũ ngày càng trở nên hưng phấn và nóng cháy. Được rồi, ngươi cứ tự mình từ từ luyện hóa đi. Vi sư còn có việc khác phải đi xử lý. Tu thần đứng dậy nói. Hiện giờ hắn vẫn không thể trực tiếp tạo ra chúa tể, còn cần dựa vào các mảnh vỡ của phép tắc tích điểm trong ba đại nguyên giới của hắn đã xuất hiện khá nhiều chúa tể, kinh như tuyết và thượng cung cẩn cũng đang chiêu mộ hoặc trấn áp bọn họ. Không quy thuận thì trực tiếp giết đi để cướp các mảnh vỡ, sau đó giao cho những người khác trong miếu thiên thần. Vâng thưa thầy. Sở Nguyệt vội vàng đáp một tiếng, cuối người chào tu thần. Tu thần mỉm cười, một khắc sau liền biến mất. Sau khi tu thần rời đi, sở Nguyệt nhìn bạch vũ trong tay mình, cười lạnh một tiếng nói, đường là tự mình chọn, không phải sao? Bạch Vũ vẫn đang ra sức giãy dùa và chửi bới. Hối hận. Sở Nguyệt cười lạnh hỏi. Tiếng hỏi của nàng chẳng khác nào sấm sét đánh bên tai Bạch Vũ. Khiến cho lục phủ ngũ tạng có nó như nát ra, cả người không ngừng run rẩy. Ngươi thả ta ra. Ta có thể chủ động giao mảnh vỡ cho ngươi. Giọng nói của Bạch Vũ từ giận dữ chuyển sang cầu xin. Sở Nguyệt nói, vì sao ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi ra? với thái độ và lời nói vừa rồi của ngươi với thầy chết một nghìn lần cũng không quá đáng đâu ta có thể dùng một bí mật để trao đổi liên quan đến chính đại nguyên giới cũng liên quan đến bí mật của tu thần bạch vũ vội vàng nói sở nguyệt nghe nó nói vậy khẽ cau màu bất cứ chuyện gì nàng cũng có thể không quan tâm nhưng chỉ cần liên quan đến tu thần là nàng không thể bỏ qua được bí mật gì sở nguyệt hỏi bạch vũ thấy đã thu hút được sự chú ý của nàng vội vàng nói ngươi thả ta ra ta sẽ nói cho ngươi biết tin ta đi bí mật mà ta sắp nói chắc chắn là vô cùng quan trọng đối với tu thần liên quan trực tiếp đến tương lai của hắn nếu ngươi giết ta bí mật này vĩnh viễn không được tiết lộ đến lúc đó tu thần sẽ phải chết là cái chắc ngươi muốn biết thì hãy thả ta ra ta sẽ lập tức nói cho ngươi biết bạch vũ thấy sở nguyệt có vẻ hơi dao động và chần chừ lại vội vàng thêm mắm dặm muối trong lòng giấy lên tia hy vọng chỉ cần lừa cho sở nguyệt thả mình chạy thoát thì chắc chắn là nó còn cơ hội bây giờ nó cảm thấy may mắn vì tu thần chẳng thèm tự tay xử lý mình nhưng điều đó cũng khiến trong lòng nó càng thêm oán hận năm đó tu thần hoàn toàn phớt lờ nó hiện giờ vẫn như vậy nó đã thề sau lần chạy trốn này nhất định phải bắt tu thần trả một cái giá thật đắt Sở Nguyệt nhìn chằm chằm Bạch Vũ đang nắm chặt hai chân trước, khóe miệng bỗng nhếch lên. "Thầy ta không hề sợ bất cứ âm mưu hay bí mật gì." Nói xong, thần nguyên chi lực trên người Sở Nguyệt điên cuồng tuôn ra, nháy mắt bao vây lấy Bạch Vũ. Chương 677, lại xuất hiện thêm một người, vậy ngươi hiện giờ phải ra tay rồi trong trường hà giới đang xảy ra một trận đại chiến kịch liệt thượng cung cẩn dẫn theo hai vị chúa tể của mình đối phó với ba chúa tể vừa tỉnh giấc có người thần phục nàng đương nhiên cũng có người lựa chọn phản kháng bình thường hai chúa tể đối đầu với một chúa tể đã khiến nguyên giới không thể chịu nổi huống hồ là ba chúa tể ba chiến trường lúc này trường hà giới đã bị xóa sổ gần hết sinh linh nơi nơi đều đổ nát đất đai nứt toát hư vô chi cảnh bị xé rách từng mảng tu thần lạnh lùng xuất hiện trong trường hà giới lúc phép tắc tích điểm bị tan vỡ trường hà giới một lần xuất hiện năm vị chúa tể số lượng này cũng được tính là tương đối nhiều trong thời gian ngắn thượng cung trận thu phục được hai vị biểu hiện cũng rất tốt kinh như tuyết thì chỉ thu phục được một vị còn giết hai người lúc này vẫn đang đánh nhau trong thiên giới đại kiếp của chính đại nguyên giới mở ra sẽ náo loạn như thế này hai đại kiếp nạn sau mở ra sợ rằng sẽ có nguyên giới phải đi đời một giọng nói truyền vào tai tu thần hắn bật cười nhìn sang không ngờ người xuất hiện lại là thiên nguyên tử đương nhiên chỉ là hóa thân của lão so với các chúa tể nguyên giới khác thì thiên nguyên tử vẫn còn khá dễ thở dù sao lão cũng là sự tồn tại cấp bậc chúa tể chí tôn nếu bắt lý giới mọc ra chúa tể cũng chẳng làm được gì hoặc là quy thuận hoặc là chết sự xuất hiện của thiên nguyên tử không nằm ngoài dự đoán của tu thần hiện giờ chính đại nguyên giới đang hỗn chiến, trong các nguyên giới khác bị rạch ra vô số khe nước hư vô chi cảnh, với tính tình của thiên nguyên tử chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để thâm nhập vào các nguyên giới khác dò la tình huống. Sư phụ, nhìn dáng vẻ của người có vẻ như khá là thoải mái nhỉ? Sao? Bắc lý giới thu được bao nhiêu chúa tể rồi? Tu thần cười hỏi. Thiên nguyên tử bật cười, đáp, cũng không nhiều lắm, chỉ mới năm thôi, đều là mấy kẻ một bước lên mây, tâm trạng bất ổn, không làm được việc lớn, không so được với đám đệ tử của ngươi. Bây giờ tân chúa tể giống hệt như đám nhà giàu mới nổi, bất kể là căn cơ hay tâm trạng đều không thể bằng những người dựa vào thực lực của bản thân để bước lên chúa tể như kinh như tuyết và thượng cung cẩn. Vẫn là câu nói đó, chúa tể cũng phân ra mạnh và yếu. Tuy Phương Nguyên không phải là chúa tể chí tôn, nhưng lão ta vẫn là sự tồn tại đứng đầu chính đại nguyên giới lúc trước, đó là sự chênh lệch giữa các chúa tể xem ngài nói kia, chẳng phải ngài đã có một đồ để rất trâu bò đấy sao? Một còn không đủ à? Tu thần chẹp miệng nói. Khóe miệng thiên nguyên tử chợt trung lên, trừng mắt nhìn tu thần với vẻ mặt ai oán, da mặt của ngươi càng ngày càng dày nhỉ, lão phu còn chưa từng thấy ai thản nhiên khen mình, không biết khiêm tốn là gì như ngươi đâu. Tu thần nhún vai nói, so với lão nhân gia ngài thì da mặt ta vẫn còn mỏng lắm. Bắc lý người ta bây giờ vẫn còn là cô hồn giả quỷ trôi giạt ngoài hư vô chi cảnh mà ngại thì lại ngồi trong bắc lý giới của người ta chiêu mộ thuộc hạ thiên nguyên tử cười ha hả mấy tiếng chẳng thèm để ý đến lời chăm chọc này của tu thần chỉ hỏi ngươi không định ra tay sao nếu cứ tiếp tục đánh nhau thế này e là trường hạ giới sẽ không chịu được lâu nữa đâu đất trung núi chuyển những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên không dứt Trước mặt hai sư đồ là vòng trời u ám, thỉnh thoảng lại có ánh sáng đỏ lóe lên, tỏa ra khí tức mạnh mẽ khủng khiếp. Mỗi một khắc lại có một mảng lớn không gian bị vỡ nát, mặt đất nứt ra từng khe lớn. Quả thực là càng đánh càng nghiêm trọng. Còn chưa đến lúc để cho các nàng luyện tập đã. Tu thần không nhanh không chậm nói. Hiện giờ hắn đã nắm Trường Hà giới trong tay. Dù Trường Hà giới bị đánh sực thì nó nằm trong lĩnh vực vô địch của hắn hắn vẫn có thể khôi phục lại trong nháy mắt thiên nguyên tử nhìn tu thần với vẻ mặt phức tạp lão luôn muốn thăm dò thực chất của tu thần nhưng chẳng bao giờ thăm dò ra được bất cứ thứ gì từ miệng hắn vẫn là một bí ẩn trước sau như một thậm chí hiện giờ lão cũng không rõ thực lực tu thần rốt cuộc cao bao nhiêu là chúa tể hay là chúa tể chí tôn hoàn toàn không nhìn ra lão cũng không hỏi với cục diện hiện giờ những chuyện nói ra khỏi miệng đều không thể tin được kẻ nào tin thì kẻ đó là đồ ngu thiên mưu của vẫn sinh giới đã bị đuổi ra khỏi nguyên giới của chính lão hiện giờ ba người bắc lý trường hà và thiên mưu liên thủ lại đứng ở trong không gian của hư vô chi cảnh định chiếm lấy một nguyên giới khác thiên nguyên tử nói tu thần kinh ngạc nhìn thiên nguyên tử buồn cười hỏi có chuyện này sao thiên mưu lại bị tân chúa tể đuổi khỏi nguyên giới của mình nói thật điều này khiến hắn rất bất ngờ phép tắc tích điểm vừa mới sụp đổ đã có chúa tể nguyên sinh bị tân chúng ta đuổi ra ngoài phải gà lắm thì mới xảy ra chuyện này được quả thực là làm mất mặt đám chúa tể nguyên sinh nói nào là căn cơ nào là tâm cảnh không ngờ toàn là lời vớ vẩn cuối cùng vẫn bị đuổi ra ngoài giang sơn đời nào chẳng có nhân tài mỗi thời đại đều sẽ xuất hiện người vô cùng kỳ lạ chẳng lẽ bản thân ngươi không cảm nhận được điều này sao? Thiên nguyên tử nói với giọng hứng thú. Tu thần buồn cười, nói, cứ nói chuyện phím thế này không có gì thú vị, cái gì gọi là cảm nhận chứ? Năm đó ngài ném ta một thân một mình trên núi thiên tử, ngày nào cũng chịu lạnh chịu đói, còn phải đề phòng yêu thú dưới chân núi leo lên sơi tái, cuộc sống vô cùng khổ sở. Ta lại không thể tu luyện, chỉ dựa theo những tri thức học được trên địa cầu để rèn luyện bản thân rèn luyện bản thân. Thiên nguyên tử sửng sốt hỏi lại. Tu thần nghiêm túc nói, đúng vậy, rèn luyện bản thân, mỗi ngày hít đất 100 cái, gặp bụng 100 cái, đứng lên ngồi xuống 100 cái, chạy bộ 10 cây số. Liên tục trong một tháng, mệt đến mức tóc ta cũng sắp rụng trụi rồi. Sau đó ngươi bắt đầu lợi hại lên. Thiên nguyên tử lại hỏi. Tu thần gật đầu, đúng vậy, Thông qua sự nỗ lực không ngừng cùng cuộc khiêu chiến cực hạn sinh mệnh, ta đã đột phá cánh cửa giới hạn, phá vỡ cơ quan giới hạn mà chủng loài nắm giữ. Khổ cực lắm đấy, lão già ạ. À. Thiên Nguyên Tử nghe Tu Thần nói xong, mặt mũi đen xì, lão đã nghe hắn kể về chuyện này rồi. Chương 678, Nam Tử mặc áo đỏ chúa tể yêu tộc. Lúc này toàn thân thượng cung cẩn đang tỏa ra ánh sáng màu tím, giống hệt như một vị thần đứng trên cao, khí thế bức người, đôi mắt lạnh lùng vô tình. Bên cạnh nàng có hai người đang đứng, đều là tu vi chúa tể. Hai người này là chúa tể mà thượng cung cẩn đã thu phục được. Đứng trước họ là ba vị tân chúa tể đang bay trên không, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Trận chiến này họ đã đánh bảy ngày bảy đêm nếu đổi sang thời gian dưới phàm trần thì đã qua 7 năm rồi. Tử giới và tán giới trong trường hà giới đã bị hủy diệt rất nhiều, trường hà giới cũng vỡ lỗ chỗ. Nếu còn tiếp tục thế này thì rất có thể cả trường hà giới sẽ sụp đổ. Lúc đầu, phe thượng cung cẩn còn chiếm ưu thế, nhưng theo thời gian trôi, đến giờ họ đang ở thế cân bằng. Cũng chẳng còn cách nào, thượng cung cẩn yếu hơn kinh như tuyết một chút, dù sao nàng cũng mới trở thành chúa tể. Thường cung cẩn được coi là Chúa Tể Nguyên Sinh Chúa Tể Nguyên Sinh là thế nào? Chính là người đột phá cảnh giới Chúa Tể không cần dựa vào mạnh vỡ của phép tắc tích điểm Nếu nói về sự mạnh mẽ thì đương nhiên Chúa Tể Nguyên Sinh sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều Nhưng trận chiến ba đấu ba không thể nào có chuyện thực lực của mỗi người đều giống nhau Cũng sẽ phân chia mạnh yếu Một khi mạnh yếu chia ra thì sẽ tạo thành cục diện như hiện giờ trong thời gian ngắn nàng không thể nào giết chết ba người đối phương mà đối phương cũng không thể làm gì được nàng tiếp tục thế này có ý nghĩa gì không lâm trường dạ nhìn thượng cung cẩn với ánh mắt hài hước cười lạnh hỏi hắn cũng được tính là một đệ tử của trường hà nhưng thuộc về loại không làm nên trò trống gì khi phép tắc tích điểm sụp đổ hắn nhận được mảnh vỡ phép tắc tích điểm nên đã trở thành tân chúa tể lúc này chọn cách cướp lại nguyên giới còn hai tân chúa tể theo hắn coi như là thuộc hạ. Còn hai người thuần phục Thượng Cung Cẩn là tân chúa tể hoang dã, trước khi phép tắc tích điểm sụp đổ không có tiếng tâm gì, sau khi nhận được thực lực chúa tể thì đã bị Thượng Cung Cẩn thu phục. Sao nào? Mới thế mà đã bắt đầu sốt ruột rồi. Thượng Cung Cẩn lạnh giọng hỏi. Lâm Trường Dạ bật cười, nói, Thượng Cung Cẩn, ngươi cũng phải dựa vào tên sư phụ tu thần của ngươi mới có được ngày hôm nay. Chúng ta thì khác, chúng ta là người được ông trời lựa chọn, hóa thân của phép tắc tích điểm. Phép tắc tích điểm muốn bồi dưỡng chúng ta là để lập lại trật tự, chẳng lẽ hai người khác ngươi không rõ. Còn đi thần phục nàng ta. Thần phục nàng ta chẳng khác nào thần phục tu thần. Các ngươi nên biết rằng tất cả các chúa tể của chính đại nguyên giới hiện giờ đều vô cùng căm hận tu thần. Đến lúc họ hợp sức lại thảo phạt hắn thì không kịp hối hận đâu lâm trường dạ đương nhiên biết sự tồn tại của tu thần tên của hắn đã vang dội khắp chính đại nguyên giới đối với tử giới và tán giới trong nguyên giới mà nói tu thần chính là đại ma đầu diệt thế tên này vô cùng tàn ác tác quái khắp nơi giết người như cỏ rác còn đối với nguyên giới mà nói tu thần chính là nhân vật phản diện gian xảo muốn nháo lại ván bài của chính đại nguyên giới bọn họ lần nữa dù sao thì cũng không phải lời hay ý đẹp gì tu thần hiện giờ đã là đại ma vương ai gặp cũng phải sợ hãi người người đều căm hận hai vị tân chúa tể thần phục thượng cung cẩn kia nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên nhưng không nói gì hai người họ là sự tồn tại ở tận dưới cùng của nguyên giới trước đây không có chí hướng gì lớn sở dĩ thần phục thượng cung cẩn một phần rất lớn là vì tên tuổi của tu thần đối với nhiều người mà nói diệt thế ma vương rất đáng sợ nhưng đối với số ít người mà nói Việc thế ma vương lại là sự kỳ vọng của họ, bởi vì họ không thay đổi được hoàn cảnh sống của mình. Nên tha thiết muốn có một người lật đổ hệ thống thống trị và hình thái xã hội vốn có của nguyên giới, mà tu thần không cần nghi ngờ chính là hy vọng đó. Diệt thế hay không diệt thế họ căn bản không quan tâm, họ chỉ có muốn có người xuất hiện và thay đổi hiện trạng, truyền thuyết càng nói hắn gian ác tàn bạo thì lại càng có người theo đuổi hắn không ngừng. Hai người này chính là như vậy. Họ có tâm lý sùng bái đối với tu thần. Nói trắng ra là phần tử hâm mộ cùng nhiệt nhân vật phản diện. Lâm Trường Dạ, hẳn là ngươi cũng đã biết thực lực của thầy ta, không thể không nói gan ngươi cũng lớn đấy." Thường cung cẩn cười nhạt nói. Lâm Trường Dạ lần thứ hai cười to, nhìn xung quanh rồi nói, "Thì sao? Chúng ta đấu lâu vậy rồi mà tu thần đang ở đâu? Hiện giờ chỉ sợ ngay cả bản thân hắn còn không tự lo được ấy chứ." nắm giữ ba đại nguyên giới đâu thể dễ dàng phòng thủ sắc mặt thường cung cẩn chật lạnh lẽo định xông lên lần nữa nhưng nàng chợt khựng lại một khí tức hùng mạnh đột nhiên xuất hiện ở giữa nàng và lâm trường dạ sau đó một nam tử mặc áo đỏ hiện ra trước mặt họ cả người y tỏa ra màu đỏ tươi như máu tràn đầy mùi máu tanh nhìn vô cùng tà ác tuy không nhìn rõ hình dạng nhưng từ khí tức trên người y có thể đoán được đây cũng là chúa tể một tân chúa tể lâm trường dạ và thượng cung cẩn thấy người này sắc mặt cũng lập tức thay đổi hiện giờ họ đang có lực lượng ngang nhau nhưng nếu có thêm một chúa tể gia nhập thì tình huống sẽ hoàn toàn khác thậm chí có thể nói là tên này tham gia vào phe nào thì chẳng cần những người khác nhúng tay phe còn lại cũng chắc chắn sẽ bại các hạ ngươi cũng là tân chúa tể lâm trường dạ cảnh giác hỏi Nam tử mặc áo đỏ trước mặt khiến tim hắn đập dữ dội. Nói về thực lực, đối phương chắc chắn là mạnh hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn Thượng Cung Cẩn một chút. Nam tử áo đỏ quay đầu nhìn Lâm Trường Già dạ sau lưng, vẫn không thể thấy diện mạo của y, nhưng đôi mắt như đang bốc lên quỷ hỏa khiến người ta rét lạnh cả người. Một yêu lực khổng lồ nháy mắt lan tràn ra khắp không gian. Yêu quái. Thượng Cung Cẩn và Lâm Trường Già dạ cảm nhận được yêu lực này, trong lòng lập tức trùng xuống. Người và yêu thú không đội trời chung. Hơn nữa trong mắt con người, yêu thú vĩnh viễn là giống loài hạ đẳng. Hiện giờ lại có một con yêu thú lấy được mảnh vỡ phép tắc tích điểm để tiến vào cảnh giới chúa tể, hơn nữa tu vi còn vô cùng mạnh mẽ. Đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Ha ha ha. Nam tử mặc áo đỏ phát ra tiếng cười chói tai, từng vòng sóng màu đen lấy cơ thể y làm trung tâm lan tỏa ra ngoài đám người thường cung cẩn và lâm trường dạ vội vàng thúc giục thần nguyên chi lực của mình tạo ra một lớp phòng thủ chống đỡ vệ hồn yêu lực mà đối phương vừa tung ra tứ phía đánh lâu như vậy mà không phân thắng bại có gì thú vị sao nam tử áo đỏ hỏi không ngờ yêu tộc cũng có thể nhận được mảnh vỡ phù tiên tử đây là lần đầu tiên ta gặp được thường cung cẩn lạnh giọng nói lâm trường dạ nheo mắt trầm giọng nói các hạ chắc hẳn cũng là sinh linh nguyên sinh của trường hà giới đối phương là đệ tử của tu thần tu thần cướp đoạt trường hà giới của chúng ta hiện giờ còn định nô dịch sinh linh trường hà giới chúng ta suốt đời vì sao các hạ không liên thủ với ta tiêu diệt tất cả đám người xâm lăng này khôi phục sự thống trị thuộc về sinh linh trường hà giới ba người thượng cung cẩn nghe lâm trường dạ nói không khỏi run lên nếu đối phương thực sự gia nhập vào phe lâm trường dạ thì họ tuyệt đối không có cơ hội thắng. Nam tử áo đỏ hứng thú nhìn thượng cung cẩn, cười hỏi, ngươi chính là đệ tử của tu thần. Hắn đang ở đâu? Ngươi còn chưa đủ tư cách để biết tung tích của thầy ta. Thượng cung cẩn đáp. Nam tử áo đỏ cười gần một tiếng, thật sao? Vậy nếu ta giết ngươi, thì phải chăng có thể biết được? chương 679, trong chư thiên vạn giới, ngoại trừ thầy ra, không ai giết được ta. Thượng cung cẩn nhíu chặt mày. Ba người lâm trường dạ lại thêm nam tử yêu tộc thần bí trước mắt này, sợ rằng trận chiến tiếp theo sẽ rất gian nan. Nhưng dù gian nan đến đâu vẫn phải đánh tiếp. Người của miếu thiên thần sẽ không bao giờ lùi bước. Thế nào? Lâm trường dạ nhìn nam tử mặc áo đỏ, tiến lên phía trước hỏi. Nam tử áo đỏ quay đầu lại liếc nhìn lâm trường dạ, bật cười ha hả nói, liên thủ cũng được, nhưng ta muốn một nửa trường hà giới. Yêu cầu này quá tham lam, không khác gì công phu sư tử ngoạm. Lâm trường dạ nghĩ rằng mình sẽ trở thành vua của các chúa tể, thống trị các đại chúa tể, sau đó đánh một trận phân cao thấp với các giới chủ nguyên giới thiên khác. Cho nên hắn không thể đáp ứng yêu cầu của người này, nhưng có thể lợi dụng y, có thể. Lâm trường dạ gật đầu đáp hắn tính giết chết thượng cung cẩn trước rồi trở tay giết người này sau đối với nhân tộc mà nói yêu tộc là giống loài thấp kém chỉ có thể chịu sự thống trị của nhân tộc tuyệt đối không thể để yêu tộc thống lĩnh nguyên giới nam tử áo đỏ nở nụ cười nham hiểm tiếng cười của y có vẻ rất hứng thú dường như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng lâm trường già chỉ có điều y không vạch trần mà thôi không ngờ người lại đồng ý vậy thì liên thủ hay lắm Lâm Trường dạ lớn tiếng nói. Thượng cung cẩn và hai vị chúa tể khác cách đó không xa đương nhiên cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Đại nhân, sợ là không chống đỡ nổi. Một chúa tể nhỏ giọng nói. Đúng vậy, yêu nhân kia có thực lực sâu không thể dò, sợ rằng ba người chúng ta không đối đầu được với bốn người bọn chúng. Liệu tu thần đại nhân có đến không? Có ngài ấy ở đây, đám người kia tự nhiên không thành vấn đề nữa một chúa tể khác cũng nói theo từ lúc hai người họ quy thuận thượng cung cẩn thì chưa hề nhìn thấy tu thần tu thần là thần tượng của họ vẫn luôn muốn được nhìn thấy tận mắt đáng tiếc là sau khi phép tắt tích điểm tan vỡ chưa thấy tu thần xuất hiện lần nào thượng cung cẩn lạnh lùng nói với sắc mặt băng giá lúc nên xuất hiện thầy tự nhiên sẽ xuất hiện nhiệm vụ của ta và các ngươi chính là tiêu diệt những kẻ phản bội hai người kia liếc mắt nhìn nhau vội vàng đáp vâng nam tử áo đỏ nhìn thượng cung cẩn nói thật sự cho rằng các ngươi có thể thắng được sao không có ta các ngươi đã không đánh lại ba người họ hiện giờ có thêm ta các ngươi chắc chắn phải chết thượng cung cẩn cười lạnh một tiếng nói trên trời dưới đất người có thể giết chết ta chỉ có thầy của ta các ngươi không làm được các chúa tể nguyên giới khác cũng không làm được chư thiên vạn giới ngoại trừ thầy ra không ai giết được ta Lúc nói ra những lời này thượng cung cẩn vô cùng ngạo mạn và tự tin, ánh mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo, hệt như coi bốn vị chúa tể trước mắt chỉ như kiến hôi. Nói chuyện thật là bá đạo. Chiêu thiên vạn giới thật sự không có ai giết được ngươi ư. Được. Hôm nay để ta thử xem. Nam tử áo đỏ giận dữ cười một tiếng. Sau đó cả bầu trời sau lưng y biến thành màu đỏ tươi như máu, yêu khí trong nháy mắt tràn ngập khắp không gian luồng không khí màu đỏ tươi bắt đầu xoáy lên cuồn cuồn, hình thành một thanh kiếm khổng lồ trước mặt nam tử áo đỏ, mang theo khí tức tan thương xa xưa và vô cùng tà ác. Sự tương phản có vẻ thần thánh tỏa ra từ thanh trường kiếm vừa ngưng tụ khiến cho tất cả mọi người có mặt đều phải nhíu mày. Yêu nhân này quả thực hết sức quỷ lị. Chết đi. Yêu nhân áo đỏ cười gằn một tiếng. Lập tức, không gian trước mặt co rút lại, sụp xuống, thanh trường kiếm lơ lửng trên cao phát ra tiếng động u u. Hóa thành một luồng sáng tấn công thượng cung cẩn trong chớp mắt. Sắc mặt thượng cung cẩn chợt đanh lại, ngưng tụ thần nguyên chi lực vào bàn tay phải, vỗ một cái vào hư không. Đất trời rung chuyển, luồng không khí cùng bạo trào ra bốn phương tám hướng, những nơi đó lướt qua tất cả mọi thứ đều hóa thành bột mịn, khiến tất cả phải liên tục lùi về sau. Yêu nhân áo đỏ cười lớn một tiếng, một khắc sau cả người thánh hóa thành huyết ảnh, lao thẳng đến thượng cung cẩn trong tích tắc. Thượng cung cẩn không hề sợ hãi chút nào, lao lên nghênh đón. Đại nhân Một thuộc hạ của lâm trường dạ gọi với vẻ lo lắng. Yêu nhân áo đỏ đã lao vào chiến đấu với ba người thượng cung cẩn, nhưng nhìn thoáng qua dường như thế lực hai bên đều ngang nhau. Một đánh ba mà không hề rơi xuống thế yếu, thực lực của yêu nhân này khiến lâm trường dạ rất bất ngờ. Thực lực của người này thần bí kỳ dị, nếu liên thủ với hắn đối phó với thượng cung cẩn hẳn là nhanh chóng bắt được nàng ta. Chỉ sợ hắn có âm mưu khác mà chúng ta không biết. Một thuộc hạ khác cũng rầu rĩ nói. Lúc này mấy người lâm trường dạ đều chưa ra tay. Hắn nhíu chặt mày, điều mà thuộc hạ giờ nói cũng là nỗi lo lắng của ảnh. Nhất là bây giờ nhìn thấy yêu nhân áo đỏ đang đánh nhau với ba người thượng cung cẩn. Trong lòng hắn càng thêm bức trước, đấu tranh. Lý trí nói cho hắn biết, yêu nhân này nhất định không thể giữ lại. Nhưng hiện giờ bọn họ không có cách nào tiêu diệt được thượng cung cẩn, nếu cứ kéo dài đến khi tu thần xuất hiện thì họ sẽ chắc chắn rơi vào thế bất lợi, nên hợp tác với yêu nhân kia là lựa chọn sáng suốt nhất. Đại nhân, có cần cùng lên không? Thuộc hạ thấy sắc mặt lâm trường dạ không ngừng thay đổi, lại lên tiếng hỏi. Lâm trường dạ xăm mắt lại, đôi mắt hiện lên vẻ hung ác, trầm giọng nói, lên. Tóc chiến tóc thắng mau chóng tiêu diệt ba người thượng cung cẩn sau đó lập tức trở tay đối phó yêu nhân kia yêu nhân kia không hề đơn giản tuyệt đối không thể để hắn sống sót rời khỏi đây hai thuộc hạ liếc nhìn nhau sau đó cùng gật đầu phe lâm trường dạ cũng gia nhập vào cuộc chiến cục diện vốn đang là thế trận cân bằng khi phe lâm trường dạ vừa gia nhập bên phía thượng cung cẩn lập tức trở nên vô cùng chật vật liên tục bị đánh lui tuy rằng còn chưa đến mức lập tức bị đánh tan tác nhưng trong lòng mọi người đều biết rằng việc thượng cung cẩn thất bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi ở một chỗ nào đó trong trường hạ giới tu thần và thiên nguyên tử đang theo dõi toàn bộ cuộc chiến ghê thật yêu lực trong cơ thể tên kia vượt quá mức bình thường thiên nguyên tử nói trong mắt lóe lên sát khí thượng cung cẩn là cháu gái ruột của lão cũng là người thân duy nhất của lão trên thế gian này ai dám bắt nạt cháu gái lão lão sẽ tự nhiên sinh ra sát khí với kẻ đó nhưng thiên nguyên tử không hề ra tay thầy người ta còn đang ở bên cạnh xem cho vui đây này hơn nữa đây là nguyên giới của tu thần không tới lượt thiên nguyên tử lão ra tay lão già lão nói xem vì sao người của yêu tộc trời sinh đã có giới hạn tu luyện thấp hơn nhân tộc trong số chúa tể nguyên sinh của chính đại nguyên giới không có một ai là yêu tộc cả tu thần mỉm cười nhìn thiên nguyên tử hỏi thiên nguyên tử chợt sửng sốt lão không ngờ tu thần lại hỏi vấn đề này nghe ý của ngươi hình như đang bất bình thay cho yêu tộc thì phải lão hỏi với vẻ hứng thú tu thần bật cười đáp không phải chỉ là khá tò mò mà thôi thiên nguyên tử nhìn sâu vào tu thần nói để trở thành chúa tể không phải là việc dễ dàng cách thức tu luyện của yêu tộc đã định trước là bọn họ không thể chạm đến đỉnh cao nhất của cảnh giới có thể trở thành thần tôn đã là tốt lắm rồi nhưng. Nhưng nếu một ngày tu thần chúa tể thì thực lực đó chắc chắn có thể áp đảo tất cả các chúa tể khác. Đúng không? Tu thần cướp lời Thiên Nguyên tử nói. Thiên Nguyên tử gật đầu, nhìn về phía xa xa. Yêu nhân này không đơn giản. Tu thần mỉm cười nói, đâu chỉ không đơn giản mà là vô cùng không đơn giản. Chương 680: Ý nghĩa của việc ta tồn tại. Dày vò đến chết. Thượng cung Cẩn và nam tử áo đỏ chiến đấu đến trời lông đất lở, hai bên đều dốc toàn lực, nhưng đám người Lâm Trường Dạ lại chỉ thủ. Bây giờ chiến trường chia làm hai khu vực. Một khu vực là Lâm Trường Dạ quyết đấu với thuộc hạ Cẩu Thượng cung Cẩn, một khu vực là Thượng cung Cẩn quyết đấu với yêu nhân áo đỏ. So với bên phía Thượng cung Cẩn, thì đám người Lâm Trường Dạ chiến đấu có vẻ cầm chừng không lập tức phân thắng bại để đi giúp đỡ nam tử áo đỏ. Hai thuộc hạ của thượng cung cẩn cũng biết với tình huống hiện giờ. Họ có thể cầm chân được đám người lâm trường dạ đã là sự trợ giúp lớn nhất dành cho thượng cung cẩn rồi, hoàn toàn không thể phân thân ra để chi viện. Hai người các ngươi cũng tính là chúa tể nhận được mảnh vỡ của phép tắc tích điểm, vì sao lại muốn quy tuận thượng cung cẩn. Đồng ý ở dưới người ta. Trong lúc chiến đấu, lâm trường dạ còn không quên ly gián đối thủ nếu có thể khiến hai thuộc hạ này của thượng cung cẩn đầu quân về phe mình thì đó là chuyện không thể tốt hơn đối với hắn còn nếu không thể thuyết phục được thì đến khi thượng cung cẩn và nam tự áo đỏ lưỡng bại câu thương bọn họ sẽ liên thủ lại tiêu diệt hai người này thượng cung cẩn đại nhân là đồ đệ của tu thần đại nhân mà tu thần đại nhân mới là người mạnh nhất chính đại nguyên giới lâm trường dạ ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn đầu hàng Chúa tể mới không thể nào chống lại Chúa tể nguyên sinh được. Trương Tử Sở quát lạnh. Tu thần. Ha ha. Thật buồn cười, Tu thần hiện giờ đã trở thành kẻ địch của tất cả Chúa tể trong chính đại nguyên giới. Đi theo hắn ngươi có tương lai không? Chúng ta quyết đấu ở trường hạ giới lâu vậy rồi, Tu thần đại nhân của ngươi đang ở đâu? Vì sao còn không ra mặt? Trương Tử Sở. Diệp Thanh Mai hai người các ngươi đến giờ phút này vẫn chưa rõ thế cục ra sao rồi ư. Lâm trường dạ cười to nói. Chúng ta chỉ biết là thần phục tu thần đại nhân mới có tương lai. Diệp Thanh Mai lạnh lùng nói. Được. Hay lắm. Vậy ta cũng muốn xem xem tu thần đại nhân của các ngươi lúc nào thì tới cứu các ngươi. Thượng cung cẩn không còn chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Lâm trường dạ nghiến răng nghiến lợi nói sắc mặt trương tử sở và diệp thanh mai chợt trung lên, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thượng cung cẩn đang bị một tấm màn trời đỏ tươi như máu bao phủ, trong đó đang tuôn ra vô số tia sét bản nguyên. Khí tức hùng mạnh khiến người ta vô cùng sợ hãi. Từ xa đã cảm nhận được khí tức hủy diệt linh hồn khủng khiếp đáng sợ. Cùng là chúa tể, nhưng sự chênh lệch này khiến đám người lâm trường già dạ khô hết cả cổ họng. Nếu không phải nam tử áo đỏ này xuất hiện, thì hắn chưa chắc đã giải quyết được thượng cung cẩn. Không hổ là đệ tử của tu thần. Lâm trường già sầm mặt lại. Một đấu một, hắn biết mình tuyệt đối không thắng được thượng cung cẩn. Nhưng cũng sắp phân thắng bại rồi. Yêu nhân áo đỏ quả là lợi hại bá đạo, tên này tuyệt đối không thể giữ lại. Trong lòng trong lòng bắt đầu tính đến chuyện sau khi thượng cung cẩn bị thất bại sẽ đối phó với yêu nhân áo đỏ. Đại nhân của các ngươi sắp thua rồi, còn muốn dây dưa với bọn ta sao? Lâm trường giả quay sang nói với hai người trương tử sở. Hai người trương tử sở và Diệp Thanh Mai cũng vô cùng nông nóng, muốn qua đó chi viện, nhưng lại sợ đám người lâm trường giả bao vây mình, đến lúc đó thì không còn chút phần thắng nào. Họ vốn muốn đợi thượng cung cẩn đánh bại yêu nhân áo đỏ, nhưng giờ xem ra đó là chuyện không thể. Cố gắng chống đỡ. Đợi tu thần đại nhân đến là mọi việc sẽ ổn. Diệp Thanh Mai nghiêm sắc mặt, lạnh giọng hét lên. Đôi mắt trương tử sở lóe lên vẻ hưng phấn, câu này của Diệp Thanh Mai đã tiếp thêm động lực rất lớn cho hắn ta. Khiến hắn ta một lần nữa lao lên tấn công đám người lâm trường dạ. Lâm trường dạ còn đang định nhân lúc thượng cung cẩn đứng ở ranh giới bại trận, đánh lui hai người trương tử sở để lao lên chi viện cho yêu nhân áo đỏ, nào ngờ chỉ vì một câu nói của Diệp Thanh Mai mà khí thế hai người tự dưng tăng vọt, nháy mắt lại lao vào tấn công đồ ngu. Ta cũng muốn xem xem đến khi nào thì tu thần đại nhân của các ngươi đến. Lâm trường dạ nhăn nhó mặt mày, hắn vô cùng căm hận và khinh thường người tên tu thần kia. Danh tiếng của tu thần đã truyền khắp chính đại nguyên giới, có người sùng bái thì đương nhiên cũng có người khinh thường miệt thị. Thậm chí là thù hận, chỉ muốn dẫm nát hắn dưới chân mình. Chỉ cần đạp lên tu thần, thì chứng tỏ mình có thực lực mạnh hơn hắn. Cho nên trong mắt rất nhiều người, việc mình dẫm đạp lên tu thần chính là biểu tượng của một trận thành danh, danh tiếng lập tức vang dội khắp chính đại nguyên giới, có địa vị ngang với các chúa tể nguyên giới khác. Lâm trường dạ một khi nghiêm túc lên, hai người trương tử sở bắt đầu rơi xuống thế yếu, không thể địch lại nổi, phải liên tục lùi về sau. Thượng cung trận hiện giờ cũng đang bị áp đảo, nhất thời, tất cả người ở phe nàng đều rơi vào cảnh khốn cùng. Rất có thể sẽ bại trận chỉ trong một khắc sau đó bất chợt một tiếng nổ vang trời, làm cả trường hạ giới rung chuyển. Cả người thường cung cẩn hóa thành một vệt sáng, lao thẳng xuống đất. Sau đó, núi non sông hồ vỡ nát, bắn lên tung tóe, toàn bộ phạm vi mấy triệu dặm đều hóa thành một mảnh hư vô trong chớp mắt. Nam tử áo đỏ bay lơ lửng trên không trung, vẫn không thể thấy rõ hình dáng, chỉ có đôi mắt lập lệ như ánh lửa, toát ra vẻ hung hăng và khát máu. Thượng cung cẩn, đã thất bại. Trương Tử Sở và Diệp Thanh Mai ở đằng xa nhìn thấy tình hình bên này, tinh thần chợt tan rã, lập tức bị đám người lâm trường dạ tổng tấn công. Chẳng mấy chốc cũng bị đánh bại. Lập tức giết chết bọn chúng. Lâm trường dạ lạnh giọng quát lên, nhưng quanh người hắn đột nhiên bốc lên ánh sáng đỏ tươi như máu. Ngươi định làm gì? Lâm trường dạ chợt nhìn về phía nam tử áo đỏ, giận dữ quát hỏi. Người kia đã ngăn giữa bọn họ và hai người trương tử sở, Diệp Thanh Mai, hiển nhiên là không muốn lâm trường dạ ra đòn sát thủ. Nam tử áo đỏ cười ha hả, nhìn mảng không gian hư vô phía trước, nói, không cần vội, hiện giờ ba người họ đã không còn sức đánh trả. Sắc mặt lâm trường dạ lạnh lùng, hắn chuyển ánh mắt xuống dưới tìm kiếm bóng dáng thượng cung cẩn. Nhưng không tìm thấy. Thượng cung cẩn đâu? Nhân lúc này giết chết ba người bọn chúng chẳng phải tốt hơn sao? Lâm trường dạ lạnh giọng hỏi. Nam tử áo đỏ cười gằn một tiếng, giơ bàn tay đỏ tươi ra, từ mười đầu ngón tay của y lóe lên ánh sáng đỏ chói lóa. Y phất tay một cái, một khắc sau, ở giữa khoảng hư vô chi cảnh phía dưới chợt xuất hiện một quả cầu máu khổng lồ, nó từ từ nâng lên cao. Thượng cung cẩn đang bị nhốt ở trong quả cầu máu đó, không nhìn rõ diện mạo, nhưng nhìn từ đường nét phản chiếu trên quả cầu, có thể nhận ra đó là nàng. Nam tử áo đỏ lại một lần nữa phất tay thêm một quả cầu máu khổng lồ nữa mọc lên bên trong nhốt trương tử sở và dịp thanh mai lúc này khí tức của ba người đã vô cùng yếu ớt hiển nhiên là đã bị thương rất nặng không thể phá nổi kết giới màu máu này lâm trường dạ nhìn hai quả cầu máu lơ lửng trước mặt cau mày nói ngươi muốn dùng thượng cung cẩn dụ tu thần ra nam tử áo đỏ bật cười đáp thông minh ngươi tự tin mình có thể đối đầu với tu thần sao đối phó với một thượng cung cẩn đã mất nhiều thời gian như thế nếu tu thần thật sự tới đây một mình ngươi e là khó mà đối phó được với hắn dù sao người có tên cây có bóng danh tiếng của người ta đã vang xa đến tận nơi nào rồi lâm trường già dạ cười lạnh nói nam tử áo đỏ liếc nhìn hắn cười nham hiểm ý nghĩa của việc ta tồn tại chính là giẫm nát tu thần dưới chân giày vò cho đến chết lâm trường già dạ sửng sốt một chút sau đó bật cười ha hả khẩu khí lớn đấy đúng là khẩu khí có hơi lớn thật lâm trường dạ vừa dứt lời sau lưng mọi người chợt vang lên một giọng nói